Tình tiết mới từ lời khai của hai nghi phạm sát hại tài xế Grab tại Hà Nội. Ngày 1 tháng 10, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án nam sinh Nguyễn Cao S. Sinh năm 2001, trú tại Thanh Hóa, bị hai nghi phạm Đinh Văn Trường, 19 tuổi, ở xã Thanh Lương, và Đinh Văn Giáp, 24 tuổi, xã Phù Nham, đều thuộc huyện Văn Chấn, Yên Bái, sát hại. Trước đó, tại thời điểm mới bị bắt giữ, cả hai nghi can không thừa nhận đã lên kế hoạch giết tài xế Grab để cướp tài sản mà khai nhận dùng dao đâm nạn nhân do mâu thuẫn về việc xin nợ tiền không được. Tuy nhiên, trong lời khai còn nhiều điểm mâu thuẫn nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh với nghi phạm. Về những lời khai của nghi phạm, người nhà nạn nhân Nguyễn Cao S. cho rằng những lời khai ban đầu của hai nghi phạm này đâm chết S. rồi lấy xe bỏ chạy chứ không có ý định giết người cướp tài sản, chỉ là lời khai nhằm bao che hành vi, tội ác. Người thân nạn nhân cho rằng hai nghi phạm đã cố tình đâm chết S. để cướp tài sản. Sau khi hoàn tất buổi thực nghiệm, cơ quan tố tụng đã làm rõ động cơ, mục đích gây án của hai nghi phạm. Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp đã thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản của nạn nhân Nguyễn Cao S. từ trước đó, trước khi Giáp mặc cả thuê anh S. chở đến phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, hai nghi phạm này đã bàn bạc sẽ xử lý luôn nếu nạn nhân chống cự. Trước đó, tối ngày 26 tháng 8, anh Nguyễn Cao S. 18 tuổi, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, lái xe Grab, đợi khách ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, trước khi chở hai vị khách lạ, tài xế S. đã nhắn tin cho bạn gái tên cùng người bạn cùng phòng về việc đang đợi khách ở khu vực Mỹ Đình, đồng thời chụp hình hai vị khách gửi cho bạn, kèm tin nhắn có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế. Sau đó, điện thoại nạn nhân cũng bị ngắt liên lạc, người nhà nam sinh Nguyễn Cao S. đã đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Đồng thời, nhiều người thân từ Thanh Hóa bắt xe ra Hà Nội tìm kiếm gần một ngày thì phát hiện S. đã tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể tại một khu vực bãi đất hoang gần công trường thi công đường nối Phạm Văn Đồng đến khu công nghiệp Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm. Vị trí này giáp ranh với địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.